việc lột xác kinh ngạc khi xuống tóc. Chỉ với một màn cắt tóc, những ngôi sao này dường như thay đổi diện mạo hoàn toàn, thậm chí sự nghiệp cũng phất lên như diều gặp gió. Nhạc sĩ Dương Khắc Linh từng sở hữu mái tóc dài như hội chị em trong quá khứ. Thế nhưng kể từ khi cắt tóc ngắn, anh dường như trẻ ra cả chục tuổi, bảnh bao hơn rất nhiều. Thật trùng hợp, kể từ khi cắt tóc vào năm ngoái, nam nhạc sĩ rất đắt xô làm giám khảo truyền hình thực tế, độ phủ sóng cũng rộng hơn hẳn. Mái tóc ngắn khiến danh hài Hoài Linh chững chạc và nam tính hơn hẳn so với kiểu tóc dài kinh điển năm nào. Ngô Kiến Huy chắc chắn sẽ hết hồn khi nhìn lại mái tóc dài che nửa mặt thời Sửu Nhi của mình. Tóc tiên lột xác khi chọn kiểu tóc pixie cá tính, sự thay đổi kiểu tóc, phong cách thời trang của tóc tiên mang tính đột phá, khiến hình ảnh của cô phủ sóng khắp mọi mặt báo. Khác với Tiên Tiên, tomboy tóc xù ở hiện tại, Tiên Tiên trong quá khứ là một cô nàng khá xinh đẹp, nữ tính và dễ thương. Xuân Lan bánh bèo với mái tóc dài bao nhiêu thì lại cá tính và quyền lực với tóc tém bấy nhiêu. Mái tóc tém đóng vai trò chủ đạo trong việc định hình phong cách lạ cho Xuân Lan trên sàn các quốc những năm 90. Mái tóc pixie siêu ngắn khiến Phương Mai sang chảnh, sexy và cá tính hơn. Bên cạnh sự thay đổi về kiểu tóc, Phương Mai cũng có sự lột xác về phong cách thời trang sexy. Vốn sở hữu vẻ đẹp thùy mị, dịu dàng, Phương Linh gây bất ngờ cho công chúng khi chọn mái tóc ngắn cũng cỡn cá tính. Minh Hằng là nữ hoàng của mọi kiểu tóc, nhưng không thể phủ nhận cô cá tính và mạnh mẽ hơn với mái tóc pixie này. Thanh Thảo có đổi trẻ trung thời thượng khi chọn mái tóc ngắn, nhuộm gam tím sáng, vẻ đẹp không tuổi của búp bê nhạc Việt rất đáng để ngưỡng mộ. Gil Lê nam tính với mái tóc hệt con trai thay vì vẻ xinh đẹp hiền khô với mái tóc dài trong quá khứ. Kiểu tóc dài mái bằng kinh điển của Phương Thanh từng được nhiều khán giả yêu thích. Bỗng một ngày giọng ca trống vắng cắt phăng mái tóc dài hầm hố như giang hồ thế này. Không thể nhận ra nổi Thảo Trang vì lột xác quá ngoạn mục với kiểu tóc ngắn. Thảo Trang của hiện tại là một ca sĩ thời thượng, gợi cảm và có cá tính nhất nhì showbiz. Hoàng Thùy sở hữu gương mặt đậm chất thời trang, nhưng gương mặt ấy càng cá tính và thời trang hơn nữa khi kết hợp với kiểu tóc ngắn này. Sau bao năm im ắng trong nghệ thuật, bộ ba HAT đình đám ngày ấy có cuộc sống bây giờ ra sao? Ngày ấy, nhóm nhạc HAT từng là nhóm nhạc thần tượng của hàng triệu bạn trẻ 8X, 9X. Nhiều người không khỏi tò mò những mảnh ghép của HAT giờ đã viên mãn cuộc sống bên tổ ấm của mình. Thông tin nhóm HAT hội ngộ đang là chủ đề gây xôn xao dư luận. Loạt hình ảnh Phạm Quỳnh Anh chia sẻ lên Facebook cá nhân khiến thế hệ 8X, đầu 9X lại xốn xang, nhớ lại cả tuổi thanh xuân của mình. Cũng là lúc nhận ra 10 năm ấy chỉ mới trôi qua như ngày hôm qua. Từng là một trong những nhóm nhạc nữ thành công những năm 2004-2005 với hàng loạt những bản hit như Cổ Tích Anh và Em, Yêu Làm Chi, Taxi hay Anh Không Muốn Bất Công Với Em, nhưng lại có thời gian hoạt động tương đối ngắn. Chưa bao giờ khán giả lại nóng lòng mong thấy họ lại đứng chung một sân khấu hay xuất hiện trong cùng một sản phẩm âm nhạc như thế này. Không còn là những thần tượng tuổi teen nhí nhảnh đáng yêu, Phạm Quỳnh Anh, Ngô Quỳnh Anh, Lương Bích Hộ hay Thu Thủy, giờ đây đều đã trở thành những bà mẹ, bắt đầu cuộc sống hướng về gia đình nhiều hơn. Phạm Quỳnh Anh, năm 2004, Phạm Quỳnh Anh quyết định nam tiến đầu quân vào công ty giải trí WeRo của ông bầu Quang Huy và trở thành mảnh ghép đầu tiên của HAT. Cùng với Lương Bích Hộ và Thu Thủy, nhóm nhạc của họ trở thành hiện tượng đình đám một thời của thế hệ 8X, 9X, với các bản hit đều được khán giả thuộc nằm lòng. Tháng 5 2012, Phạm Quỳnh Anh chính thức lên xe hoa về chung nhà với ông bầu Quang Huy, là cái kết đẹp cho mối tình 10 năm gắn bó của hai người. Tình yêu của họ ngày càng viên mãn bởi sự xuất hiện của hai thiên thần nhỏ, Tuệ Lâm và Tuệ An. Từ khi lập gia đình, Phạm Quỳnh Anh khá kín tiếng với truyền thông, cô không xuất hiện nhiều trên các sân khấu mà chỉ lui vào hậu trường, phụ giúp chồng quán xuyến công việc. Tháng 10 2012, Phạm Quỳnh Anh chính thức về chung một nhà với ông bầu Quang Huy. Đây được coi là cái kết viên mãn cho mối tình hơn 10 năm. Hạnh phúc càng được nhân lên khi vợ chồng Phạm Quỳnh Anh Quang Huy đón cô công chúa đầu lòng Nguyễn Phạm Tuệ Lâm. Sau khi lập gia đình, Phạm Quỳnh Anh lui vào hậu trường giúp chồng, từng làm quản lý cho nam ca sĩ Sơn Tùng MTP. Phạm Quỳnh Anh vui vẻ trong cuộc sống đời thường bên ông xã và con gái nhỏ của mình. Cô thường xuyên đưa con gái đi học và đi chơi. Vào ngày 8 tháng 3, 2017,
gia đình nhỏ của Phạm Quỳnh Anh đón thêm một tiểu công chúa đặt tên là Tuệ An. Ngô Quỳnh Anh. Năm 2003, Ngô Quỳnh Anh đầu quân về công ty thế giới giải trí WeRo thay vị trí của Thu Thủy trong nhóm HAT. Không giống như Phạm Quỳnh Anh, Lương Bích Hữu hay Thu Thủy vẫn tiếp tục sự nghiệp âm nhạc, Ngô Quỳnh Anh rẽ sang một hướng hoàn toàn mới là theo học marketing tại một trường đại học lớn và lập gia đình vào tháng 2, 2014. Sau khi kết hôn, Ngô Quỳnh Anh chỉ tập trung vào chăm sóc gia đình nhỏ của mình. Theo dõi trang cá nhân của Ngô Quỳnh Anh có thể thấy, cuộc sống của cô khá bình yên. Đó là những chuyến đi du lịch với người thân hay cà phê tán dóc cùng bạn bè thân thiết. Đầu năm 2017, gia đình nhỏ của Ngô Quỳnh Anh đón thêm thành viên mới, bé gái có tên gọi ở nhà là bé Heo. Ngô Quỳnh Anh thời kỳ hoàng kim 10 năm trước cùng Lương Bích Hữu và Phạm Quỳnh Anh. Cận cảnh nhan sắc xinh đẹp mặn mà của Ngô Quỳnh Anh. Tháng 2, 2014, Ngô Quỳnh Anh chính thức lên xe hoa về nhà chồng sau nhiều biến cố trong cuộc sống riêng tư. Gương mặt xinh đẹp ánh lên niềm hạnh phúc trong ngày vui của Ngô Quỳnh Anh. Tuy không còn hoạt động nghệ thuật cùng nhau, nhưng hai cô nàng Quỳnh Anh vẫn là những người bạn rất thân ngoài đời. Ngô Quỳnh Anh cũng thường xuyên có những chuyến du lịch nước ngoài cùng chồng. Cô hiện đang sống cuộc sống hạnh phúc, viên mãn với sự xuất hiện của cô công chúa nhỏ, tên thường gọi là bé Heo. Ngô Quỳnh Anh và nữ ca sĩ Thanh Ngọc cũng là những người bạn rất thân ngoài đời. Cả hai thường xuyên đi du lịch hay ăn uống cùng nhau. Lương Bích Hữu. Nhắc đến thành công của HAT, không thể không kể đến công sức của Lương Bích Hữu. Ngày ấy, cô từng khiến hàng triệu bạn trẻ thế hệ 8X, 9X mê mệt. Sau khi nhóm tan rã, Lương Bích Hữu cùng với công ty mới cho ra mắt album Cô Gái Trung Hoa và được khán giả đón nhận nhiệt tình. Khi 4 trên 6 ca khúc trong album trở thành hit, sau một thời gian, Lương Bích Hữu tách khỏi công ty để hoạt động solo. Tháng 1, 2015, công chúng vô cùng bất ngờ khi nhạc sĩ Khánh Đơn chính thức cầu hôn Lương Bích Hữu trên sân khấu và xác nhận thông tin Lương Bích Hữu mang bầu. Tuy nhiên không bao lâu sau khi sinh con gái đầu lòng tại Canada, cô và Khánh Đơn đã đường ai nấy đi. Những hình ảnh về cô công chúa nhỏ của Lương Bích Hữu được ca sĩ giấu kín. Kể từ sau khi sinh con, Lương Bích Hữu giữ bí mật về cuộc sống cá nhân. Cô chọn lối sống lặng lẽ, tránh xa thị phi showbiz sau khoảng thời gian chịu sóng gió chuyện tình cảm. Hiện tại, Lương Bích Hữu chăm chỉ hoạt động nghệ thuật ở cả trong và ngoài nước. Nữ ca sĩ vừa có một chương trình dài hơi, biểu diễn liên tục ở các tỉnh miền Tây, được các fan vô cùng ủng hộ. Lương Bích Hữu sống giản dị trong cuộc sống đời thường. Cô cũng bận rộn với lịch trình làm việc, thường xuyên có những chuyến lưu diễn trong và ngoài nước. Sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, nhan sắc của Lương Bích Hữu không có quá nhiều thay đổi. Mặc dù đã là gái một con, nhưng Lương Bích Hữu vẫn rất hồn nhiên nhí nhảnh khi chụp hình tự sướng. Cô thường xuyên có những chuyến du lịch nước ngoài, trải nghiệm văn hóa nhiều miền nước lạ. Hình ảnh hiếm hoi Lương Bích Hữu chụp cảnh cô con gái nhỏ. Bé mang nhiều nét giống mẹ, vô cùng khấu khỉnh và đáng yêu. Lương Bích Hữu cũng là một trong những nghệ sĩ khá đắt show ở các tỉnh miền Tây. Thu Thủy. Trước khi tách ra hoạt động riêng, Thu Thủy cũng là ca sĩ xuất thân từ nhóm nhạc Đình Đám HAT. Rời khỏi WeRo tháng 3, 2005, Thu Thủy liên tiếp níu giữ độ nóng của mình khi cho ra đời các album như Con Đường Tôi Đi, Viên Kẹo Mới, Candy 180, Microphone. Im ắng trên con đường nghệ thuật một thời gian, vào tháng 10, 2014, người đẹp bất ngờ tổ chức đám cưới bí mật với ông xã là một doanh nhân cùng tuổi. Trước khi quyết định tiến tới hôn nhân, cả hai đã có mối tình kéo dài 12 năm. Hạnh phúc nhân đôi khi Thu Thủy chào đón con trai đầu lòng gần một năm sau đó. Song song việc làm mẹ, làm vợ, cô cũng đồng thời trở lại V-pop với sự tham gia vào chương trình Hòa Âm Ánh Sáng 2017, ra mắt MV Yêu Hết Lòng Có Được Chân Thành, đúng dịp sinh nhật con trai, hay mới đây là ca khúc Tan Trong Mưa Bay. Thu Thủy rạng rỡ trong ngày vui của mình, cô lên xe hoa cùng người chồng doanh nhân cùng tuổi. Thu Thủy thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đưa cậu con trai nhỏ đi chơi trên Facebook cá nhân. Cậu con trai mang nhiều nét giống cả bố lẫn mẹ. Thu Thủy ăn mặc khá giản dị trong cuộc sống đời thường. Cô cũng thường xuyên có những chuyến du lịch cùng những người thân và bạn bè. Nhan sắc mặn mà, gái một con trong mòn con mắt của nữ ca sĩ ở thời điểm hiện tại. Lê Phương khoe loạt ảnh tình tứ kèm lời khen chồng trẻ dành cho mình hậu đám cưới. Niềm vui nhân đôi khiến cả hai tức tốc ăn mừng sau đám cưới. Sau 3 bữa tiệc cưới rộn ràng, cặp vợ chồng son Lê Phương Trung Kiên đã quay trở lại với cuộc sống đời thường. Trung Kiên gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè. Và hân hoan viết lên trang cá nhân rằng, cả nhà ơi, hôm nay em chính thức có vợ rồi.
bấy nhiêu cũng đủ chứng minh được sự phấn khởi, niềm hạnh phúc của anh khi được về chung một nhà với nữ diễn viên xinh đẹp. Được biết cặp đôi không tận hưởng kỳ nghỉ trăng mật hậu kết hôn mà bắt tay ngay vào công việc, thấy bà xã bận rộn với lịch đi quay và tập kịch. Trung Kiên quyết định bù đắp bằng cách đưa vợ đi hẹn hò ăn uống. Ngoài ra Lê Phương cũng úp mở về một phi vụ bí mật khiến hai vợ chồng có được niềm vui nhân đôi và tổ chức ăn mừng. Chi tiết này khiến fan hâm mộ nghi rằng rất có thể người đẹp đang mang bầu lần hai. Ngoài ra Lê Phương cũng tâm sự, cô cảm thấy sướng rơn vì được chồng trẻ khen da mặt đẹp. Lê Phương quay ảnh vợ chồng quấn quýt trên trang cá nhân. Vẻ mặt phụng phịu hờn dỗi của nữ diễn viên sinh năm 1985. Chồng trẻ mê mẩn nước da láng mịn của Lê Phương. Vẻ trẻ trung duyên dáng của bà mẹ một con. Tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn bên Trung Kiên sau một lần đổ vỡ. Lê Phương trả lời về nghi án có bầu với thái độ nửa đùa nửa thật. Phía dưới phần bình luận, người đẹp cũng tranh thủ trò chuyện bộc bạch với dân mạng. Đăng ảnh hạnh phúc bên Trung Kiên. Tuy nhiên, vẫn bị một Facebook vào nói chuyện khiếm nhã, nữ diễn viên thẳng thừng đáp trả. Mai mốt nó bỏ thằng này, lấy thằng khác nữa chứ gì, diễn viên mấy bà có ai tốt đâu mà làm rùm beng. Chị trông có tuổi mà văn hóa thấp kém thế. Con cháu chị đọc được những dòng này chắc vui. Đây là cách đối đáp của Lê Phương khi bị gièm pha việc có hai ba đời chồng.